qua cảm xúc U22 Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nam SEA Games 30. Hàng trăm hecta cà phê tại Sơn La bị thiệt hại do giá rét. Hà Nội chỉ đạo làm rõ thông tin của tổ chức làm sạch sông Tô Lịch. Truy tố kẻ trộm dê rồi làm thịt để nhậu. Tiêu hủy 4 máy game bắn cá trị giá hàng trăm triệu đồng. Phút đời thường hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một lớp học của một người thầy giáo tận tâm tại tỉnh Tiền Giang. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2019. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Quốc Huy của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Thưa quý vị, vào tối qua, đội tuyển U22 Việt Nam đã kết thúc trận đấu với U22 Indonesia với chiến thắng trọn vẹn 3-0 để giành chiếc huy chương vàng bóng đá nam SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Người hâm mộ Việt Nam vỡ òa trong hạnh phúc. Vào chung kết, Việt Nam tái ngộ Indonesia, đội cũng đang rất khát khao giành chiếc vô địch đầu tiên kể từ năm 1991. Nhưng với lối chơi hợp lý, quyết liệt và hiệu quả, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo đã giành chiến thắng áp đảo. Việt Nam hạ Indonesia 3-0 nhờ công của Văn Hậu ở phút thứ 38, 73 và Hùng Dũng ở phút thứ 59. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Rizal Memorial tại thủ đô Manila, Philippines. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, người hâm mộ cùng cờ đỏ sao vàng đổ ra kính các ngã đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam. Nhiều người đã không kìm nén được cảm xúc trước màn trình diễn quá xuất sắc của các chàng trai U22 Việt Nam. Thưa quý vị, giấc mơ 60 năm với chiếc huy chương vàng bóng đá nam tại kỳ SEA Games đã thành hiện thực. Trên những nẻo đường đất nước, hạnh phúc vỡ òa khi chúng ta đã chờ đợi giây phút này quá lâu. Và cũng vào tối qua, các lực lượng công an thành phố Hồ Chí Minh và công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ nhiều xe máy và ô tô đi bão gây mất an toàn giao thông trên một số tuyến đường lớn. Sau chiến thắng lịch sử của tuyển U22 Việt Nam trước U22 Indonesia tại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 30, hàng ngàn người dân thành phố Biên Hòa và các huyện lân cận, tỉnh Đồng Nai đã đổ ra các tuyến đường lớn Nguyễn Ái Quốc, Phạm Văn Thuận, Đồng Khởi, Võ Thị Sáu để ăn mừng. Trong đó, một số người lợi dụng việc ăn mừng chiến thắng của đội tuyển đã có hành vi nẹt pô, lạng lách, đánh võng, chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường, gây mất an toàn giao thông. Công an Đồng Nai đã tạm giữ nhiều xe ô tô và xe máy vi phạm an toàn giao thông, đưa về trụ sở công an thành phố Biên Hòa để xử lý theo quy định. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, dù đã được khuyến cáo cổ vũ bóng đá trong ôn hòa, văn minh và chấp hành nghiêm luật giao thông, tuy nhiên đêm qua, hàng trăm trường hợp vi phạm, cản trở, gây mất an toàn giao thông đã bị lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn chặn, xử lý. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, công an thành phố cho biết đã lập biên bản gần 100 trường hợp vi phạm, tạm giữ 58 xe máy và ô tô các loại. Xin chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, liên tiếp trong những ngày vừa qua, tại các tỉnh Tây Bắc đang phải hứng chịu đợt rét đậm rét hại kèm sương muối khiến hàng trăm hecta cà phê tại tỉnh Sơn La bị thiệt hại nghiêm trọng. Người dân đang phải đối mặt với mất mùa, thiếu đói trong những năm tới khi mất đi nguồn thu nhập chính từ cà phê. Hiện tỉnh Sơn La có hơn 17.000 hecta cà phê tập trung tại xung quanh thành phố Sơn La và các huyện Mai Châu, Chiền La. Đến nay, theo số liệu thống kê ban đầu, tỉnh Sơn La đã có hơn 600 hecta diện tích cà phê bị cháy do giá rét gây ra. Tại bản tái định cư Chiền Yên, xã Chiền Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, có 68 hộ dân thì 100% trồng cà phê. Hiện tại diện tích cây cà phê ở đây có gần 49 hecta. Đợt rét đậm rét hại kèm theo sương muối khiến cho diện tích cà phê đang mùa thu hoạch bị cháy khô thân lá và không thể phục hồi. Gia đình tôi là chủ yếu là thu vào cà phê này, không còn cái gì thu khác, thì là trông mong một cây cà phê thì năm nay bị sương muối này thì không biết là sang năm là sẽ thu bằng cái gì. Và là cà phê này thì chúng tôi bán bây giờ thu xong thì cứ vặt vậy thôi, nhưng không biết bán thì được bao tiền một cân. Bởi vì họ mua thì cũng không biết họ có mua hay không, tại vì quả này xanh non rồi là bị đen xì và móc tóp hết vào rồi. Chúng tôi rất lo lắng khi là cà phê bị này mà bán thì không biết bán cho ai, mà sang năm tới thì chúng tôi cũng không biết thu cái gì. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh này đã có những văn bản và trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo, hướng dẫn người dân phòng chống giá rét, sương muối cho cây cối và gia cầm.
Chiều qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ra thông cáo báo chí cho biết, thành phố đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với các đơn vị có liên quan làm rõ cá nhân tiến sĩ Tadashi Yamamura có phải là chủ tịch của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản JEVO không, cùng với đó là nội dung liên quan đến thí điểm làm sạch sông Tô Lịch, vấn đề đang được dư luận quan tâm trong thời gian qua. Đơn vị hợp tác với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt JVE có phải là Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản như tự giới thiệu? Có việc mạo nhận xưng danh Tổ chức Xúc tiến Thương mại Môi trường Nhật Bản hay không? Và năng lực thực sự mà các cá nhân tổ chức này đã giới thiệu trong thời gian qua? Khi có kết quả, thành phố sẽ kiến nghị xử lý các cá nhân đơn vị theo đúng quy định của thành phố và pháp luật Việt Nam. Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội có thông báo số 142 đồng ý cho các chuyên gia Nhật Bản, Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt JVE tổ chức thực hiện thí điểm xử lý làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây bằng công nghệ Nano Bioreactor Nhật Bản. Thời gian thực hiện là 2 tháng, dự kiến bắt đầu từ ngày 16 tháng 5 năm 2019. Văn bản 142 không nêu cho phép JEVO mà chỉ đồng ý cho đoàn chuyên gia Nhật Bản phối hợp với Công ty Cổ phần Cải thiện Môi trường Nhật Việt JVE thực hiện thí điểm. JEVO cũng đã thừa nhận về mặt pháp lý, rõ ràng là JEVO không phải là đơn vị xin phép Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nên việc JEVO ra thông cáo khẳng định Ủy ban Nhân dân thành phố đã cho phép JEVO thực hiện là hoàn toàn sai. JEVO đã gửi lời xin lỗi đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Sáng nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển Viện Kiểm sát đề nghị truy tố Bùi Thanh Điền, 34 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận về tội trộm cắp tài sản. Vào chiều ngày 9 tháng 6 năm 2019, trên đường đi nhậu, Điền phát hiện phía sau nhà anh Trịnh Đông Khánh ở ấp Minh Thành, xã Minh Thuận, huyện U Minh Thượng có nuôi nhốt 4 con dê trong chuồng nên nảy sinh ý định bắt trộm bán lấy tiền tiêu xài. Đến khoảng 21 giờ sau khi nhậu xong, Điền chạy xe máy đến nhà anh Khánh, lẻn vào chuồng bắt trộm một con dê trọng lượng khoảng 14 kg, bỏ bao đem về nhà. Sáng hôm sau, Điền đem con dê vừa trộm được đến một quán nhậu ở thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận bán, nhưng chủ quán từ chối không mua. Tức giận nên y đem đến nhà của một người bạn ở cùng xóm làm thịt và tổ chức ăn nhậu. Tuy nhiên chỉ sau một tuần gây án, Điền đã bị công an phát hiện bắt giữ. Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tiến hành tiêu hủy 4 máy game bắn cá trị giá hàng trăm triệu đồng. Đây là tang vật của các vụ đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Trước đó, Công an thị xã Bình Minh tiến hành kiểm tra và bắt quả tang 3 tụ điểm đánh bạc bằng hình thức chơi game bắn cá ăn thua bằng tiền tại phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh do Nguyễn Thanh Quang và Võ Văn Hiếu Anh cùng ngụ tại địa phương làm chủ. Tại hiện trường, ngoài 14 đối tượng tham gia đánh bạc bị bắt quả tang, lực lượng công an đã thu giữ 4 máy game bắn cá. Lực lượng công an đã lập biên bản vi phạm và ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng để điều tra về hành vi đánh bạc, đồng thời xử phạt vi phạm hành chính chủ cơ sở kinh doanh cùng các đối tượng đánh bạc với tổng số tiền gần 45 triệu đồng. Thưa quý vị, với mong muốn giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hơn 4 năm nay, thầy Nguyễn Văn Cần, giáo viên dạy môn văn tại trường trung học cơ sở Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã mở lớp để dạy học miễn phí cho nhiều em học sinh. Với phương châm còn sức là còn dạy học, thời gian trôi qua và cứ thế biết bao thế hệ học sinh đã được thầy Cần chắp cánh ước mơ vươn đến vũng tri thức. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với lớp học của thầy Cần quý vị nhé. Thời gian trôi qua và đến nay thầy Cần đã có 35 năm đứng trên bục giảng. Nhà thầy Cần nằm sâu trong một con đường nhỏ, cạnh bên một con rạch nên đường đến lớp của thầy Cần không mấy dễ dàng. Do đường xá đi lại khó khăn nên thầy Cần không thể tổ chức lớp học miễn phí tại nhà. Hiểu được tâm tư đó của thầy Cần, quản lý của chùa Thiền Quang, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè đã tạo điều kiện cho thầy Cần có một địa điểm tốt để dạy học ngay tại chùa. Thế là thầy Cần tập hợp các học sinh, những người muốn học đến với lớp học miễn phí của mình. Tôi hồi xưa hoàn cảnh cũng rất là khó khăn, tại vì một coi cha lúc đó mới 10 tuổi rồi. Và hôm nay được có kiến thức như thế này, thấy mấy đứa em nó thiếu sót những kiến thức, còn học những kiến thức thì nên tôi quan tâm về đây. Để dạy cho mấy đứa nó bổ sung những kiến thức, rèn luyện kỹ năng cho các em. Lúc mà con chưa học thêm thì con học rất là yếu, nhưng mà có thầy đây dạy cho con
được có nhiều kiến thức và học tốt. Con học lớp này là khoảng từ đầu năm học tới giờ. Qua những cái buổi học những cái dạy, con cảm thấy là tấm lòng của thầy rất là lớn đối với con. Tất cả các buổi học của thầy đều ôn lại kiến thức cho con và dạy cho con những kiến thức mới. Con cảm thấy rất là vui và rất là hạnh phúc vì có một người thầy như vậy. Ở lớp học miễn phí này, thầy Cần dạy môn văn cho các em học sinh lớp 6, lớp 7. Mỗi lớp trung bình có khoảng 35 em theo học. Đến nay đã hơn 4 năm, mỗi tuần 4 buổi, thầy Cần đều đặn đến lớp để dạy cho các em nhỏ. Đặc biệt, đến với lớp học này, đối với những em học sinh thiếu dụng cụ học tập, thầy Cần cũng sẵn sàng mua tặng để các em có điều kiện học tập một cách tốt nhất. Mặc dù trời nắng, trời mưa, giông tố bão bùng như thế nào thì tôi cũng luôn luôn đến với cái lớp học này vì đây là cái niềm vui của tôi. Còn sức khỏe là còn dạy học, đó là mong muốn của thầy Cần. Với những nỗ lực đó, thầy Cần mong muốn việc làm của mình sẽ giúp được cho các em học sinh trên bước đường tương lai. Nhìn các em học sinh trưởng thành là niềm hạnh phúc to lớn với người thầy tận tâm Nguyễn Văn Cần. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc Nhìn Trưa Nay vào lúc 11:30 mỗi ngày trên trang tv.tuitre.vn quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.